Tôi thì sở trường về cái lỗi, còn giải thích ra cho rành rẽ chi tiết thì coi như Nhật Dương Thiện Khánh, còn trả bài bản thì toàn thể pháp hội này lặp lại y chang, rồi giải thích cho đi sâu thì không có. Còn mà linh động mà sáng tạo thì có ông Thiện Đức và cố gắng, nhưng mà được 50-60% thôi. Còn tôi thì 100% tôi sở trường về nắm cái lỗi đó, thành đã giảng giảng cái gì rồi tôi cũng về nắm cái lỗi thân khẩu ý, cái lỗi là ý, giới định tuệ cái lỗi là huệ, tính hành nguyện cái lỗi là nguyện. Duy nguyện vãng sanh thì tôi không có nói mà tính hành nguyện mới vãng sanh, mà chính mấy vị tổ lại khác á, như ông Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư gì tính nguyện mới vãng sanh, tôi nói khỏi cần tính, duy nguyện vãng sanh đủ rồi. Tôi thì cô bảo giảng á, tổ là tổ, tôi là tôi, nhưng mà nếu vậy là tôi phải giảng cho sáng tỏ, tôi phải đem thí dụ cho rõ ràng, chứ không phải tôi nói bắt quý vị theo, nhưng mà tôi lấy dụ ngay trong cuộc sống của quý vị. Có cái nguyện nào mà không có tính, có cái nguyện nào mà không có hành? Tôi mong cầu về cực lạc mà tôi không niệm Phật, không hành, không giữ giới thì làm sao vậy? Là cái nguyện là trong đó có hành. Mà tôi phát nguyện về cõi Phật mà tôi không nhất niệm làm sao mà vậy được, tạp niệm làm sao vậy? Thì trong đó phải có tính. Tôi giảng rất là rành, còn Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư phải tính nguyện mới giảng sanh. Tôi nói không cần tính. Không cần tính là không phải không cần, mà trong nguyện đã có tính rồi. Quý vị phải nhớ thì giờ đây ha, quý vị coi lại cái này. Trong ý căn đó, tiếp xúc với pháp trần, nó phát hiện ý thức. Rồi cứ pháp trần là cái gì? Cái này là cái khó khăn nhất mà tôi thấy chưa có ông thiền sư, chưa có ông giảng sư nào mà giảng cho rành mấy cái này. Mà ông Thiện Khánh ông cũng nắm không vững, nhưng mà ông cứ là trăn trở cái này hoài. Ông hỏi mấy lần mà tôi giảng tôi thấy tôi không thỏa mãn. Mặc dù pháp hội thỏa mãn nhưng mà chính tôi là tôi thấy nó không có sáng tỏ, nó không có toàn diện, nó còn thiếu thiếu một cái gì. Thì tới cái bài kinh này tôi thấy nó sáng tỏ. Thì tôi thấy cái bài kinh 66 này hay. Bây giờ giảng lại một lần cho nó toàn tất. Những cái gì mà thắc mắc từ xưa là tôi không sáng tỏ, trong này làm sáng tỏ hết. Thành ra kỳ này tôi bắt quý vị người nào cũng phải học thuộc lòng cái bài này hết, rồi nghiền ngẫm trong đó 10 câu hỏi đều nằm trong này. Thì chúng ta đi sâu vào duy thức, tức là tiến trình của năm quẩn thì nó nằm ở trong này. Nó sẽ giải quyết mọi vấn đề này một cách sáng tỏ. Thì giờ chúng ta coi ha. Ý căn tiếp xúc với pháp trần phát hiện ý thức. Thì ý thức đây là xuất sanh. Mà thật ra sáu căn, sáu trần, sáu thức này không có. Không có con mắt, không có sắc trần, không có nhãn thức. Nó chỉ là một mớ điện tử rối nùi, kêu là hỗn độn, ông Lão Tử đó. Thì đạo Phật kêu là vô minh, không có sáng tỏ, nó lờ mờ, không có con mắt, không có sắc trần, không có nhãn thức đâu. Đó chỉ là những điện tử đang quay mòng cách lờ mờ, mà đạo Phật cứ dùng cái chữ là vô minh. Lão Tử kêu là hỗn độn, cũng một thứ thôi. Nhưng mà chúng ta coi chừng, cái vô minh của địa ngục nó khác. Còn cái vô minh của cõi người, cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc, nhất là tứ thiền, nó khác. Còn cái vô minh của A-la-hán, nó lại khác. Cái khó khăn ở chỗ đó. Thành ra có một câu hỏi trong này là có bao nhiêu thứ vô minh. Tôi thấy hồi đó tôi hay á. Nhưng mà tôi trả lời dường như cũng không sáng tỏ mấy. Bây giờ tôi trở lại thấy sáng tỏ trong ở đây có câu. Quý vị lật cái sau 10 câu hỏi ha, quý vị sẽ thấy. Có bao nhiêu bất lạc bất khổ thọ giải thích và cho thí dụ. Câu này thấy đơn giản gì mà trả lời chết luôn á. Bất lạc bất khổ thọ cũng là vô minh, vô ký cũng là vô minh.
mà có bao nhiêu thứ bất lạc bất khổ thọ. Rồi địa ngục thì là địa ngục, là bất lạc bất khổ thọ mà hạng nặng. Rồi tới người trời thì người trời cũng có bất lạc bất khổ thọ, mà bất lạc bất khổ thọ, cái khó khăn của nó đó là lạc thọ khổ thọ đều cũng nằm trong bất lạc hết. Tôi ngồi tôi mới suy nghĩ, tôi thấy vậy là chỉ sống bất lạc thôi. Chẳng hạn bây giờ quý vị đau nhức cái răng hay quý vị đau bụng thì là khổ thọ, trời ơi khổ quá. Rồi khi nào quý vị nhổ răng, chích thuốc hết nhức hết bệnh thì quý vị cảm thấy lạc thọ hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc chừng một vài tiếng, một hai ngày rồi quý vị trở về có bất lạc. Sống trong lạc thọ mà không biết lạc thọ thì đó thuộc vào bất lạc bất khổ, một trạng thái dửng dưng. Rồi mai mốt cái răng nó hư, nó nhức lại nữa thì mới biết hồi nãy là mình sống trong lạc thọ. Thì bây giờ đã, cái lạc thọ nó đã là bất lạc rồi, bây giờ mới biết nó là lạc thọ. Khi nó đau nó nhức thì mới biết không đau không nhức là hạnh phúc, hạnh phúc là lạc thọ. Thì bây giờ mới cải sửa cho hết nhức cái răng, hết nhức cái răng cảm thấy lạc sung sướng vô cùng, ăn uống ngon không có nhức nữa. Nhưng một hai tiếng rồi chúng ta trở lên trạng thái bất lạc bất khổ nữa. Cái này chúng ta phải đủ ý. Thành ra luôn luôn chúng ta sống trong vô minh. Mà vô minh không ai biết thì cái này là vô minh hạng nặng. Vô minh biết thì cải sửa ra người trời. Còn vô minh luôn luôn thấy nó thì đây là Phật. Thấy nó thì vẫn để y nguyên vô minh, nhưng mà không dính mắc vào nó. Thì tôi giảng nó quá rành, nhưng mà làm sao được vậy? Thì chúng ta qua nhị thiền rồi không có làm sao. Nếu đặt vấn đề làm sao là không bao giờ thành Phật. Bởi vì thành Phật là không có vấn đề, mà đặt vấn đề là trong đó là vô minh là ngu rồi. Không vấn đề mà đặt thành vấn đề là một cái ngu. Rồi tìm cách giải quyết vấn đề nữa là sanh sứa thêm nhiều cái vô minh. Thì cái này tôi giảng rất nhiều, ở đây nghe rất rành, nhưng mà khi làm thì cũng lọt vào vô minh. Tôi xin thưa cái chỗ đó. Thành ra tóm lại bây giờ thì cái bài kinh 66 này quý vị phải học thuộc lòng. Ai đã trả rồi thì khỏi trả lại, nhưng mà phải ôn. Tôi kêu bất tử đấy, kêu lặp lại, bất cứ người nào tôi kêu là cũng phải trả liền à. Mà cả pháp hội nha, không ai từ chối được hết, vì cái này là cái sanh tử của mình. Còn trả câu hỏi số 1 thì tôi không dám kêu à, nhưng nào phát tâm mới được. Câu đó rất là khó, câu đó là cái câu của nhập lưu quả thánh đầu tiên. Còn cái câu này là ai cũng phải thuộc, đang chi vậy? Có người thiền thì xin ọc nó ra, rồi nhai nó, nghiền ngẫm nó. Chừng nào nó thành máu thịt xương mũ mình thì qua quả thánh đầu tiên là nhập lưu. Còn không thấy rõ nó thì cứ cải sửa nó thì người trời. Xin thêm cái phát nguyện nữa, dẫn về cực lạc và dẫn thành Như Lai. Cái độc đáo của tịnh độ là ở chỗ đó. Quý vị hiểu rồi ha? Thì cố gắng làm lợi, tôi còn giảng nữa nhưng mà hết giờ rồi. Thì cái đầu tiên đó là sáu căn sáu trần là vô ngã. Còn sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái là cái nhận thức nó nằm ở vô thường. Thì vô ngã, vô thường cũng là có hình tướng hết. Nhưng mà vô ngã, hình tướng nó rõ ràng. Còn vô thường, hình tướng nó vi tế. Mà cái vô thường nó thấy được vô ngã không thấy được vô thường. Cái tâm thì nó thấy được vật lý, sinh lý, mà vật lý, sinh lý là địa ngục, không bao giờ thấy cái tâm. Thì quý vị phải nhớ chỗ đó, do đó mà nhất hạnh thầy Thanh Từ nói một thứ tôi không công nhận. Thì sau này đó ông Nghiêm Xuân Hồng mới nói là khác. Một cái là chỉ về nhận thức là thời gian ba đời, một cái nhận là đối tượng nhận thức là không gian có mười phương. Thì tôi nói có đồng minh, nhưng mà tôi giảng không chạy. Tôi cho thí dụ mấy lần mà không chạy. Tôi biết cái nhận thức là vô thường, đối tượng nhận thức là vô ngã, nhưng mà giải thích làm sao? Tới qua bài kinh này nói trời ơi nó ngu quá, nằm trong này.
Nếu tôi nói là căn trần là vô ngã thì quý vị thấy căn trần có hình tướng, quý vị có thể ráp lại. Con mắt thì do trồng đen, trồng trắng, vô này kia đồ, nó bệnh mình thấy ráp. Rồi khi nó bệnh, nó bị mây thì có thể lột mây, nó có bị ấy thì có thể là thủy tinh thể gì. Còn có lỗ tai, lỗ mũi có hình tướng, thì khi nào nó rã, nó đuôi rồi thì đó là nó hư. Mà nếu toàn thân hư thì chết. Còn vô thường đố gì thấy nó hư. Tôi cảm giác lạc thọ, cảm giác khổ thọ nó bao lớn, hình tướng thì sao? Mà có tướng nha, không phải là không có. Nhưng mà tướng này nó di tế, thành ra nó thấy được cái thô tháo. Thì quý vị thấy ở đây rất là rõ. Thành ra nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái đều là vô thường. Nó nằm trong không gian. Quý vị ngồi đây, quý vị nghĩ tới chuyện hôm qua, nghĩ tới chuyện 10 năm về trước, nghĩ chuyện bây giờ, nghĩ chuyện tương lai, đều nằm trong vô thường. Nó biến chuyển mãi mãi, biến chuyển rất nhanh, nhưng mà chưa sát na nhá, vẫn là chu kỳ. Cái đó là cái đòi hỏi quý vị phải khó khăn một chút. Không? Mà khi mà trong A Lại Da nó phát hiện ra thì nó phát hiện về cái vô thường chứ không phải vô ngã. Còn quý vị tu mà khi mà nhất niệm đi tới nhị thiền thì tư tưởng nó chính là, trong này cũng rõ ràng, nó chính là tập trung. Mà tập trung thì phải nương vào sắc thân, chúng ta kêu là ngũ cầu ý thức. Mắt nhìn tượng Phật, tai nghe tiếng niệm Phật, mũi ngửi mùi hương, miệng niệm trầm, cái thân phải xây vào hình tướng Đức Phật. Thì cái tư tưởng nhớ nghĩ Phật nó mới phát hiện được. Thì cái này là niệm bằng tư tưởng, luân hồi sanh tử niệm bằng vọng tâm. Trong kinh còn kêu danh từ là bất như lý tác ý. Như từ từ, từ nhiều thành ra chết quý vị. Tôi coi cái tôi hiểu liền. Vì mình có số vốn rồi. Nhưng mà những tác ý đó để nó nói về cái như lý tác ý là cái chân vọng hòa hợp. Rồi mới phi tác ý là chân tâm. Nó phải dùng nhiều danh từ. Thành ra nếu nhiều danh từ mình thấy nó rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Nhưng mà người sơ cơ thì chết. Cả một cái rừng danh từ vô đó, trời ơi ông Phật ông giảng tùm lum hết. Thành ra 15 hạng chúng sanh tôi bị phê phán 10 pháp giới là muốn chết rồi. Mà sư trưởng là 13 muốn chết thì sư tới 15. Hiểu cái gì được đâu. Người ta thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã là bốn đường tiện rồi, rồi tâm như tâm, tâm trên tâm này kia là bốn tiểu thánh. Mà giờ sư lợi là thân là tịnh, thọ là sướng. Trời ơi giảng gì tùm lum hết trơn. Nhưng mà rất là sáng tỏ. Đời bây giờ là thân là tịnh, thọ là sướng. Không tịnh sao mà kẻ chân mày uốn tóc vàng đỏ rồi đi đầy cao gót rồi mặc áo này kia đủ màu cắt kè đủ thứ hết. Nếu không tịnh tại sao mà ham cái cảm giác lạc thọ. Tụi xì ke ma tí là gì? Thọ là sướng. Nó vô đó rồi nó khoái nó la trời ngoài đường, nó không còn biết trời đất gì hết. Rồi khi mà thân bại danh liệt ốm o gầy mòn bệnh không chữa trị được bây giờ mới sợ. Càng ngày càng xa đọa. Nếu thọ không sướng mà nhập nham tham thiền chi, tôi là vô tam thiền tôi còn không chịu bỏ mà. Qua đạo Phật rồi ráng bỏ nó. Trời ơi nó khoái lạc, nó sảng khoái vô cùng. Thì cái sảng khoái này với cái sảng khoái xì cái ma tí tôi nghĩ là chắc cũng không hơn tôi bao nhiêu. Nhưng mà cái kia xả ra nó xa đọa, cái này xả ra nó tiến hóa. Tiến hóa để làm cái gì? Để rồi luân hồi và cảnh giới tốt, cảnh giới hạnh phúc. Thành ra thọ là sướng đúng rồi còn cái gì nữa. Nhưng mà muốn qua tới đạo Phật thọ là khổ. Dầu cho thọ tiến hóa cũng là khổ. Thọ sa đọa khổ đã đành. Mà thọ tiến hóa tam thiền cũng nằm trong khổ đạo. Nhưng mà trước tiên mình phải thọ là sướng. Rồi mới biết thọ là sướng lẫn luân hồi. Thì mới thọ là thị khổ. Thọ lạc thọ khổ gì cũng là khổ hết. Quý vị phải hiểu mấy chỗ đó thì mới thấy cái bài kinh xó xó rất là hay. Và cái lối giảng của tôi là toàn diện. Thời buổi này là thời buổi của địa ngục ngạ quỷ súc sanh.
chứ không có người trời, ít có người trời. Mà nếu có đổi đổi qua người trời, còn đạo Phật thì mất. Mất cái bánh vẽ mà đạo Phật bây giờ cũng không có ai giảng, chứ đừng có nói là thực hành. Mà thực hành thì rất khó. Thành ra tôi nói nếu nó khó thì phải qua tịnh độ, chỉ cần cải sửa về cõi trời thôi thì thành Phật. Chỉ có mình tịnh độ mới dám nói vậy. Về đó có Phật Di Đà, có thánh chúng, thì gần đèn thì tự nhiên phải sáng thôi. Làm sao xa đọa được khi thánh tăng không? Có mình phàm phu, một số ít phàm phu còn như thánh tăng, mà người ta tu, người ta ngồi thiền rồi mình không tu được không? Mà cái định lực, cái Phật lực, cái từ lực của thánh tăng A Di Đà thì tất nhiên là mình tu rất mau đắc quả. Thành ra có gì để ý Đức Phật mà giảng cho một người nào rồi nghe một cái là đắc quả nhập lưu nhất dẫn lại A La Hán liền. Còn bây giờ tôi giảng quý vị nghe cả trăm lần, cả ngàn lần, quý vị có đắc nhập lưu không? Chắc là không, bởi vì tôi cũng chưa chắc có đắc hay không nữa. Cái đau đớn là chỗ đó, bây giờ phải hiểu. Thành ra thôi, bây giờ còn 15 phút, bây giờ tôi trả bài. Rồi bữa mai cũng ngồi tôi giảng tiếp. Tôi cái xui là không biết sao mà không dùng đồn. Bữa nay là hồi sáng lại 10 giờ gặp cái thầy dẫn xuống giảng một lúc một tiếng hồ, rồi chiều nay nữa, rồi mai sáng lại cũng ngồi nữa. Thì thôi giờ trả bài để tôi đỡ mệt chút, quý vị coi lại cái này ha. Rồi chúng ta giảng sâu nữa, còn có nhiều cái nó phức tạp lắm ha. Câu số 1 phần nhẫn nhọc gồm có 6 phần. Một thời gian tại tịnh xá cấp cô độc rừng Kỳ Đà thành xá vệ không gian, Đức Thế Tôn giảng, người giảng, giảng cho 1250 vị tỳ kheo nghe. Bài kinh 66 giảng cho ai nghe, và nội dung siêu thoát, sơ trung hậu thiện, phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Và con xin rờm chiều kinh 66 và chiều xuống có đôi mắt. Do duyên căn, do duyên trần, do duyên xuất, do duyên xúc, do duyên thọ, do duyên ái, do duyên căn rờm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý căn. Đây là 6 nội xứ. Do duyên trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Đây là 6 ngoại xứ. Do duyên xúc, nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thân xúc, ý xúc. Đây là 6 xúc thân. Do duyên thọ, nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. Đây là 6 thọ thân. Do duyên ái, nhãn ái, nhĩ ái, tỷ ái, thiệt ái, thân ái, ý ái. Đây là 6 ái thân. Và con xin trả chiều qua của đôi mắt. Do duyên căn phát hiện ra sắc trần. Do duyên con mắt xác hiện ra phát sắc trần. Dạy mô Phật con. Do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện ra nhãn thức. Điểm gặp gỡ ba pháp là nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc là nhãn thọ. Do duyên nhãn thọ là nhãn ái. Và do duyên tai là do duyên thinh trần phát hiện ra nhĩ thức. Điểm gặp gỡ ba pháp là nhĩ xúc. Do duyên nhĩ xúc là nhĩ thọ. Do duyên nhĩ thọ là nhĩ ái. Và do duyên mũi và do duyên hương trần phát hiện ra tỷ thức. Điểm gặp gỡ ba pháp là tỷ xúc. Do duyên tỷ xúc là tỷ thọ. Do duyên tỷ thọ là tỷ ái. Và do duyên lưỡi và do duyên vị trần phát hiện ra tỷ thức. Thiệt thức, điểm gặp gỡ ba pháp là thiệt xúc. Do duyên thiệt xúc là thiệt thọ. Do duyên thiệt thọ là thiệt ái. Và do duyên căn thân và xúc trần phát hiện ra thân thức. Điểm gặp gỡ ba pháp này là thân xúc. Do duyên thân xúc là thân thọ. Do duyên thân thọ là thân ái. Và do duyên ý căn và do duyên pháp trần phát hiện ra ý thức. Điểm gặp gỡ ba pháp là ý xúc. Do duyên ý xúc là ý thọ. Do duyên ý thọ là ý ái. Và con xin trả câu số 3. 36 pháp là vô ngã, tức 36 pháp là vô ngã. Nếu ai nói 36 pháp là tự ngã không hợp lý, sự sanh và diệt của 36 pháp đã được thấy. Vì tự ngã, chân ngã, sanh diệt do đó không hợp lý. Và sự tập khởi, đoạn diệt, thân kiến. Nếu ai bán 36 pháp là không tôi, không của tôi, không tự ngã của tôi sẽ đoạn diệt thân kiến. Nếu ai quán 36 pháp là không tôi, không của tôi, không tự ngã của tôi sẽ đoạn diệt thân kiến. Sự tập khởi và đoạn diệt tham sân si của 36 pháp
do duyên sáu nội xứ, do duyên sáu ngoại xứ phát khởi ra sáu thân thức. Điểm gặp gỡ ba pháp này là thân xúc, do duyên thân xúc là thân thọ, do duyên thân thọ là thân ái. Thọ có ba: thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Và sự tập khởi đoạn diệt tham sân si. Nếu ai cảm sức giới lạc thọ mà không quan mà quan hỷ tán thán chú ở ái trước thì tham tỳ miên sẽ tỳ tăng. Nếu ai cảm sức giới khổ thọ mà sầu muộn than gian than khóc tập ngực rơi vào bất tịnh thì sân tỳ miên sẽ tỳ tăng. Nếu ai cảm sức giới bất lạc bất khổ thọ mà không như thật vị biết sự tập khởi dự đoạn diệt vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly ra khỏi cảm thọ ấy thì vô minh tỳ miên sẽ không tỳ sẽ tỳ tăng và đoạn diệt tham sân si. Nếu ai cảm sức giới lạc thọ mà quan hỷ tán thán chú ở quan hỷ và không quan hỷ không tán thán không tán thán không chú ở ái trước thì tham tỳ miên sẽ không tỳ tăng. Nếu ai cảm sức với bất lạc bất khổ thọ với khổ thọ không sầu muộn không than gian không than khóc không tập ngực rơi vào bất tịnh thì sân tỳ miên sẽ không tỳ tăng. Nếu ai cảm sức với bất lạc bất khổ thọ mà như thật biết sự tập khởi sự đoạn diệt vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly ra khỏi cảm thọ ấy thì vô minh tỳ miên sẽ không tỳ tăng. Dạ xin kết luận: vị Đao Văn thánh đệ tử yển ly 36 pháp do vị ấy giải thoát, ta đã được giải thoát, tệ chi sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc làm đã làm xong, không còn trở lui trạng thái này nữa. Các tỳ kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, tâm có 60 vị tỳ kheo được giải thoát và không còn chấp thủ nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con là Pháp Chinh Như Nga, con xin trả bài kinh 66 trước phần dẫn nhập 6 chứng và 1 thở nọ tại không gian 2 tỉnh xá cấp cô độc Trường Kỳ Đà thành xá vệ 3 Đức Thế Tôn giảng, 4 cho 1250 vị thì kheo nghe, 5 bài kinh 66, 6 nội dung giải thoát sơ trung hậu thuyện, phạm hạnh hoàn toàn chuyên mãn thanh tịnh. Số 2 trình bày kinh 66 theo chiều ngang về dọc, 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ, 6 ái. Và con 6 căn gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, 6 ngoại xứ, 6 nội xứ, 6 trần gồm có sắc, hương, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, 6 ngoại xứ, 6 thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, sáu thức thân, nhãn xúc, nhĩ xúc, thiệt xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, ý thức, thân xúc, ý xúc, sáu xúc thân, sáu thọ, nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ, sáu thọ thân, sáu ái, nhãn ái, nhĩ ái, tỷ ái, thiệt ái, thân ái, sáu ái thân, ý ái, sáu ái thân. Trả theo chiều ngang, vô duyên con mắt, vô duyên sắc trần, phát hiện nhãn thức, điểm gặp gỡ của ba pháp là nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái. Vô duyên găng tay, vô duyên thinh trần, phát hiện ra nhĩ thức, điểm gặp gỡ của ba pháp là nhĩ xúc, là nhĩ thọ, là nhĩ ái. Vô duyên lỗ mũi, vô duyên mũi phát hiện ra vô duyên hương trần,
do duyên hương trần phát hiện ra tỷ thức. Tỷ thức, điểm gặp gỡ của ba pháp là tỷ xúc, tỷ thọ và tỷ ái. Do duyên lưỡi, do duyên lưỡi phát hiện ra vị trần, điểm gặp phát hiện ra thiệt thức. Thiệt thức, điểm gặp gỡ của ba pháp là thiệt xúc và thiệt thọ, thiệt ái. Do duyên thân, do duyên thân, do duyên xúc trần phát hiện ra thân thức, điểm gặp gỡ của ba pháp là thân xúc. Do thân xúc là thân thọ, chứ thân thọ là thân ái. Do duyên ý căn, do duyên ý căn phát hiện ra pháp trần, điểm gặp gỡ do duyên ý căn, do duyên pháp trần phát hiện, ý phát hiện ra ý thức, điểm gỡ của ba pháp là ý xúc và ý thọ và ý ái. 36 pháp là vô ngã. Nếu ai nói 36 pháp là tự ngã không hợp lý thì sự sanh và diệt của 36 pháp đã được thấy. Vậy tự ngã, vô ngã mà sanh diệt do đó không hợp lý. Câu số 4, tập khởi và đoạn diệt thân kiến. Nếu ai quán 36 pháp là tôi, của tôi, tự ngã của tôi thì tập khởi thân kiến. Nếu ai quán 36 pháp là không tôi, không của tôi, không tự ngã của tôi sẽ đoạn diệt thân kiến. Sự tập khởi và đoạn diệt tham sân si do duyên sáu nội xứ, do duyên sáu ngoại xứ phát khởi sáu thân thức, điểm gặp gỡ của ba pháp là xúc, do duyên xúc là thọ, do duyên thọ là ái. Thọ có ba: thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Tập khởi tham sân si, tập khởi tham sân si. Nếu ai cảm, nếu ai cảm xúc lạc thọ mà quan hỷ tán thán trú ở ái trước thì tham tiền biên sẽ tỳ tăng. Nếu ai cảm xúc với khổ thọ mà sầu muộn than gian, than khóc đập ngực rơi vào bất tỉnh thì sân tiền biên sẽ tỳ tăng. Nếu ai cảm xúc với bất lạc bất khổ thọ mà không như thật biết sự tập khởi sự vị ngọt, sự tập khởi sự đoạn diệt của vị ngọt, sự nguy hiểm, sức ly ra khỏi cảm thọ ấy thì vô minh tiền biên sẽ tỳ tăng. Đoạn diệt tham sân si. Nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà không quan hỷ, không tán thán, không trú ở, không ái trước thì sân tiền tham tiền biên sẽ không tỳ tăng. Nếu ai cảm xúc với khổ thọ mà không sầu muộn than gian, than khóc đập ngực rơi vào bất tỉnh thì sân tiền miên sẽ không tỳ tăng. Nếu ai cảm xúc với bất lạc bất khổ thọ mà như thật biết sự tập khởi sự vị ngọt, sự đoạn diệt vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly ra khỏi cảm thọ ấy thì vô minh tiền miên sẽ không tỳ tăng. Và kết luận, vị Đa Văn Thánh, thánh đệ tử yểm ly 36 pháp do yểm ly, vị ấy được giải thoát. Do giải thoát tại truy sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc làm đã làm xong, từ nay không còn trở lui tản thái này nữa. Các vị tỳ kheo hoan hỷ lời Thế Tôn dạy, tâm 60 vị tỳ kheo được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ. A Di Đà Phật. Bạch sư, con kinh trả bài kinh 66. Kinh 66 gồm có 6 phần. Thứ nhất là phần dẫn nhập, thứ nhì là phần thứ nhất là phần dẫn nhập, thứ nhì là trình bày kinh 36 pháp, thứ ba 36 pháp là vô ngã, thứ tư là sự đoạn diệt thân kiến, thứ năm là sự đoạn diệt tham sân si,
Thứ sáu là phần kết luận. Thứ nhất, phần giải nhập nói về thời gian, thành xá vệ, tình kỳ đà, tịnh xá cấp cô độc. Thứ hai là Thế Tôn. Thứ hai là Thế Tôn giảng. Thứ ba là cho một lần ha. Thứ ba là bài kinh. Thứ ba là Thế Tôn cho là... 1.200. Thứ tư là cho 1.000. Thứ tư là cho 1.250 vị tỳ kheo nghe. Thứ năm là thứ bài... năm là kinh 66. Thứ sáu là à, nội dung giải thoát sơ trung hậu thiện phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Ừ. Phần thứ hai trình bày. Trình bày kinh 66 có hai phần. Thứ nhất là phần chiều dọc, sáu nội xứ mắt tay mũi lưỡi thân ý, sáu ngoại xứ sắc thinh hương vị xúc pháp, sáu thân thức nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thọ thức thân thức ý thức ý thức, sáu xúc xúc thân nhãn nhãn thân nhãn xúc nhĩ xúc tỷ xúc thiệt xúc thân xúc ý xúc, sáu thọ thân nhãn thọ nhĩ thọ tỷ thọ thân thiệt thọ thân thọ ý thọ, sáu ái thân nhãn ái nhĩ ái tỷ ái thiệt ái thân ái ý ái. Rồi. Về chiều ngang, do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện ra nhãn thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp này là nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc là nhãn thọ, do duyên nhãn thọ là nhãn ái. Do duyên tai, do duyên thinh trần phát hiện ra nhĩ thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp này là nhĩ xúc. Do duyên nhĩ xúc là nhĩ thọ, do duyên nhĩ thọ là nhĩ ái. Do duyên mũi, do duyên mũi, do duyên hương trần phát hiện ra tỷ thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp này là tỷ xúc. Do duyên tỷ xúc là tỷ thọ, do duyên tỷ thọ là tỷ ái. Do duyên lưỡi, do duyên vị trần phát hiện ra thiệt thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp này là thiệt xúc. Do duyên thiệt xúc là thiệt thọ, do duyên thiệt thọ là thiệt ái. Do duyên thân, do duyên xúc trần phát hiện ra thân thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp này là thân xúc. Do duyên thân xúc là thân thọ, do duyên thân thọ là do thân ái. Do duyên ý căn, do duyên pháp trần phát hiện ra ý thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp này là ý xúc. Do duyên ý xúc là ý thọ, do duyên ý thọ là ý ái. Rồi, xong. 36 pháp là vô ngã. Nếu ai nói 36 pháp là tự ngã không hợp lý, vì sự sanh diệt của 36 pháp đã được thấy. Vậy tự ngã, chân ngã là sanh diệt, do đó không hợp lý. Sự đúng tập khởi rồi, và đoạn diệt thân kiến. Nếu ai quán 36 pháp của tôi là tôi, tự ngã của tôi, thì tập khởi thân kiến. Nếu ai quán 36 pháp không của tôi, không tôi, không tự ngã của tôi, sẽ đoạn diệt thân kiến. Sự tập khởi giai đoạn tham sân si. Do duyên sáu nội xứ, do duyên sáu ngoại xứ phát khởi sáu thân thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ, do duyên thọ là ái. Thọ có ba: thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ. Thì tập khởi tham sân si. Nếu ai tiếp xúc với lạc thọ mà quan hỷ tăng tháng tu ở ai trước, tham tùy miên sẽ tùy tăng. Nếu ai tiếp xúc với khổ thọ mà sầu muộn than vang than khóc đập ngực rơi vào bất tỉnh, sân tùy miên sẽ tùy tăng. Nếu ai tiếp xúc với bất lạc bất khổ thọ mà không như thật biết, thì tập khởi sự đoạn diệt vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly ra khỏi cảm thọ ấy là vô minh, tùy miên sẽ không tùy tăng. Vô minh tùy miên sẽ tùy tăng. Sự đoạn diệt tham sân si. Nếu ai tiếp xúc với lạc thọ mà không quan hỷ, mà không tăng không tán tháng, không tú ở, không ai trước, tham tùy miên sẽ tùy tăng, không tùy tăng. Nếu ai tiếp xúc với thọ, cảm thọ khổ thọ mà không mà sầu không sầu muộn,
không sầu muộn, không không than van, không than khóc, không đập ngực rơi vào bất tỉnh, thì sân sân tùy miên, không không tùy tăng. Nếu ai tiếp xúc với bất lạc bất khổ thọ mà như thật như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt như vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly ra khỏi cảm thọ, vô minh tùy miên, không không tùy tăng. rồi kết luận Kết luận, vị Đa Văn Thánh đệ tử yểm ly 36 pháp, do yểm ly vị ấy giải thoát, do giải thoát hiểu biết ta đã được giải thoát, tuệ trì sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc làm đã làm xong, không còn trở lui trạng thái này nữa. Các tỳ kheo hoan hỷ tín thọ lời 60 vị tỳ kheo, giải thoát tâm 60 vị tỳ kheo được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ. rồi thôi được thôi tới đây hết giờ nha, về suy nghĩ nha, còn cái câu số 1 là khó nhất nha. Quý vị ấy thì quý vị sẽ chuẩn bị vào cái quả đầu tiên là quả nhập lưu nha, tức là giải thích và cho thí dụ về sự khác nhau giữa nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ và nhãn ái. Thì tôi đang giảng nhưng mà tôi giảng rời rạc tùm lum lắm, quý vị phải ngồi thiền và bì võn chấp nó lại thì nó rất rõ ràng. Thì cái đó là phần quý vị, chứ tôi không có giảng chi tiết, tôi giảng mỗi chỗ một chút ha. Thì tất nhiên phải ba bốn lời dạ, bài giảng nữa thì tôi giảng về cái câu thứ nhất đó. Mà nếu quý vị qua câu thứ nhất rồi, qua câu số 2, số 3 thì dễ dàng thôi, không có gì khó. Mà câu thứ nhất là khó nhất nào, thì tôi không dám kêu để quý vị phát tâm. Ai cuối cùng tôi thấy có thể trả được thì tôi kêu, nhưng ban đầu là phát tâm. Bởi vì cái câu này đó, nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái là nó tới 6 phần. Con mắt phải có đủ 6 căn, 6 trần, nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái. Tới lỗ tai cũng có nhãn thức, nhãn xúc, thọ, ái, lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân. Mà khó nhất là cái ý. Năm cái này thì dễ thôi, nó giống hệt nhau, còn cái ý là khó đấy. Thành ra tôi sẽ giảng cái ý trong ngày mai nữa. Cái ý đó là nó có hai phần, chẳng hạn như là ý thức thì nó sẽ sửa cái nhãn thức, nhĩ thức, tiệt thức, thân thức, thành ra là có tư tưởng. Mà giai đoạn này không phải cải sửa mà làm cho nó rõ ràng hơn, bởi vì nó không có ý chí, chưa có mạt na, chưa có nghiệp, thành ra mới kêu nó là bản năng, nó không bao giờ thành Phật được. Chúng ta phải hiểu đó, thành ra kêu là nhân quả chứ chưa có gọi là nghiệp. Còn qua cái ý xúc mới là có nghiệp, có nghiệp mới có thể thành Phật. Nhưng mà cõi người với trời dục giới cũng còn hơi khó thành, có thể thành được, có thể đắc quả nhập lưu nhưng rất khó khăn. Còn quý vị qua tới ý thọ thì dễ thành Phật, bởi vì cái thân nó ăn với cái tâm. Quý vị giữ tám giới rồi thì quý vị dễ qua cái bát nhã. Nhị thiền là phải tám giới, còn quý vị mà giữ năm giới rất là khó qua nhị thiền. Khó qua mà vẫn có thể qua, thời Đức Phật người ta qua rất nhiều, mà thời này tôi thấy phải tám giới. Rồi quý vị thấy tám giới rất khó giữ, mà tôi thấy ở đây quý vị giữ được. Ba cái sau là ba cái hạnh, tức là không ngồi ghế cao thì quý vị đâu có nằm võng, đâu có xích đu, con đâu có lắc gì đâu. Cái thứ hai là không nghe xe mát múa, tôi thấy có nhiều người không coi truyền hình. Còn nếu con coi nghe những cái pháp về bát nhã này thì được, còn coi truyền hình đá banh quốc tế này kia rồi coi mấy cái phim đó thì tôi thấy mấy ông thiện nam thì ghiền, còn tín nữ thì ít có, ít nữ mà đâu có coi đá banh quốc tế làm cái gì. Những cái mà kích động, những cái hấp dẫn thì người nữ ít, thì tôi thấy dễ giữ. Còn giới thứ 8 là khó, không tô son dồi phấn, không mặc áo dài, không trưng diện nữa, thì đúng là phải cạo cái đầu. Nhưng mà cạo đầu là cái phụ thuộc thôi, thì cô nhiên cổ thường nói là con cạo cái tâm trước, nha, cô rễ đầu tóc hay mà con cháu mà có đám cưới thì cô vẫn so so rồi phấn có tóc được, nó dễ. Còn cạo cái đầu chắc cổ làm tóc giả đó cũng phải đi rồi. Nó tới thấy Phật tử nó khó giữ tám giới, thì nó lại nó khóc với bà nội bà ngoại nó, đời con có một lần thôi, mà bà ngoại không đi thì bà ấy không thương con.
thì đi vẫn được chứ, thường chứ. Đi nhưng mà phải xoa son rồi phấn, phải nhuộm tóc cho nó màu đỏ đỏ thì mới đi được sao, đi giày cao gót mới được sao. Mà lỡ mà giờ cao gót đi ra té một cái là mắc cỡ nữa. Mấy bà già mà coi đi giày cao gót nó cà nhỏng cà nhỏng. Tôi thấy mấy cô đi còn không vững, nhất là vô tỉnh xá này. Cái đất thì đất là đất cát, đi nó lún một cái sâu vậy, dở không lên. Tôi cầu cho té lăn cù ở đó để mà thấy à. Tôi cũng còn ác. Vô mà tôi thấy đi vào cao gót là tôi không ưa. Mà cái đất nhiều cái đất cát mới, bước mà cái nó lún sâu dở không muốn lên. Mà mai còn trẻ chứ mấy bà già chắc lăn cù ở dưới đất rồi. Thì quý vị phải cố gắng giữ giới, giữ cho quý vị, đó là cái hạnh. Thành ra Đức Phật thường nói cái giới thì dễ giữ mà cái hạnh rất khó gìn. Bởi vì nó không không hại tới ai hết mà nó hại tới nghi cách của người tu. Thành ra quý vị nam giới mà vô đây mặc đồ cắt kè đâu có ai nói có đó cái hạnh. Nhưng mà không xứng đáng là người Phật tử. Ở ngoài quý vị muốn bạc gì cũng vậy. Cái con cái cô gì vô đây mà bán trái cây à? Tôi làm có mấy lần mà có tỉnh queo mà cô cũng vẫn lại thôi. Con gái mà mặc đồ jean bó sát mình mà vô đây đâu có dám vô nghe pháp, đứng ở ngoài cửa sổ mà cái tóc thì nhuộm đỏ ao. Tánh tôi thì tôi hay nói, tôi là đừng có vô đây, vô đây tôi thấy là tôi nói. Mà cổ không giận, cũng ngoài phước. Hồi trước kia đó, cách đây vài chục năm, cổ còn con gái 17, 18 tuổi rất là đẹp. Mà sửa soạn một cách là con trai nó theo đuôi cổ ba bốn chú. Rồi không biết sao chắc bị ếm, bị thư và cổ điên. Điên mà cổ kêu tôi không à. Vì cổ vô là không ai dám nói, tôi nói. Mặc miên độ đồ trắng mà tóc đồ đẹp vô cùng, thoa son rồi phấn như mấy cô đỏ hất phóng. Vô đây nghe pháp tôi rầy liền. Tánh tôi thì vậy, thà là đừng vô. Vô bây giờ không lẽ con bôi thoa bơn phấn tôi chùi bỏ con phải vô sao? Tánh là nếu muốn vô phải chùi bỏ, còn thôi đừng có vô. Tới chừng bị thư rồi là nổi cơn điên thì kêu tôi không à. Mới độc đáo vậy đó. Tới chừng bệnh hoạn rồi mới có chí có siêu khang mới cứu con được thôi. Mà tôi làm gì tôi cứu? Tôi có bùa chú, tôi có thần thông, có mốc gì đâu. Tôi là môn sư trần truồng thôi, không có gì hết. Tôi chỉ tu thôi. Tôi không bao giờ tụng chú mà không bao giờ xài cái gì phép tắc gì hết trơn á. Tôi giữ giới lực. Thì tôi thường nói cái gì giữ giới nó bảo hộ cho mình, chư thiên hộ cho tôi, chứ tôi không cần. Giữ giới là một giới là 36 chư thiên long thần hộ pháp giữ cho tôi. Thì tôi giữ kỹ đàng hoàng để có người ta hộ. Thành ra lời nói tôi nó có cái đức. Thành ra những người bệnh hết là do cảm tôi, do kính tôi mà tha cho nó. Thì nó vô đây rồi nó không vô nữa. Nó kêu bà già nó vô kiếm tôi lại tới nhà để độ cho nó. Tôi đâu có dám đi. Ba lần bà thân nó lại khóc quá, tôi buộc lòng phải đi. Thôi bỏ đi, để kể tới thì nó có cái gì đừng có bắt trước, ráng giữ giới đi. Rồi sau này có tai nạn kêu tôi không đi à, tôi nói trước nha. Tôi bây giờ già rồi, tôi không có làm những cái việc đó nữa. Lúc còn trẻ thì tôi cố gắng tôi đi, mà đi cái đó là tôi tưởng là tôi tiêu rồi, tôi ra đời rồi nó, chứ không phải gì đâu. Nó điên rồi, nó cởi áo, nó làm tùm lum hết trơn. Rồi nó lúc đó nó trẻ mà đẹp nữa, tôi đi với ông Giác Kinh. Giác Kinh mê đó. Cái đó nó hấp dẫn lắm. Rồi sau này tôi đi hội họp ở Vĩnh Long, mỗi tháng là trụ trì phải đi họp. Ở đây ổng lội lại nhà nó. Tôi về thì tôi thấy Giác Kinh với là ông Minh Hà, Minh Hà Ngũ Kho hả. Tôi thấy ổng thấy ông này bị tôi nghi. Ổng nói sư đi đi, cái này sư đi lâu cũng được nữa. Ở đây con có Minh Hà, hai anh em ở nhà không sao đâu. Mỗi lần tôi đi là ổng dặn tôi phải về liền. Ổng ở mình ổng sợ. Bây giờ ông nói vậy tôi nghi. Tôi nói sao cái ông này kỳ hả. Lúc này đi là coi biểu mình đi ở lâu cũng được. Thành ra đi rồi là bữa đó tôi không ở lại. Tôi về liền. Vô tỉnh xá kiếm không thấy ông. Tôi nói rồi. Tôi đi cầu tắm cầu tiêu tôi mở rồi kiếm không thấy. Tôi đi gặp ông Minh Hà nằm ngủ cò. Tôi đánh vậy tôi hỏi ông Giác Kinh đâu. Ông nói con không biết à. Tôi nói trời ở nhà anh em mà không biết. Đợi mà hồi tới gần tối ông mới về. Hỏi ông đi đâu. Thình ông thèm nói. Rồi sao Phật tử mới cho hay, tôi hay là ông đi nhà cái cô mà sư đi dẫn ông đó. Đi bữa đó cổ điên, thành ra cổ cởi áo rồi cổ làm tùm lum rồi. Mà lúc đó cổ đẹp lắm, còn trẻ mà 17, 18 tuổi. Rồi tôi lợi, tôi khuyên, tôi nói giảng đâu có hết, cũng vẫn bệnh như thường.
Rồi dẫn đi Vĩnh Long, đi Sài Gòn, đi đủ nơi chùa nào, ở đi ở Cầu Trắng, cầu gì đó, có thầy nào trị đó, quánh cổ vô ông Lục, ông quánh cởi áo, đập nhổ nổi lần hết trơn, đâu có hết. Rồi trở về, năn nỉ tôi nữa. Tôi nói không, tôi đâu có biết cái gì đâu mà đi trị, là trị cho tôi không có trị. Rồi vô tôi khuyên nó vẫn là tinh xá, tôi năn nỉ, tôi khuyên, rồi thôi tỏ giới đi về tụng kinh Địa Tạng đi. Cũng không hết. Rồi đi đủ chùa hết, đi lên tới Sài Gòn, trở về cũng không hết. Lần thứ ba không biết cái phần nào nhập đó, vô tịnh xá này ngủ một đêm tới sáng mới hết. Tôi nói không, không có vô, người nữ không có vô đây ngủ. Rồi bà thân nó khóc quá trời, tôi nói nếu mà vô đây đó thì chú nó vô, với bà cũng phải vô ngủ chung với nó. Tôi phải mở đèn suốt đêm. Thì lúc đó cô em, cô Tính Chân đó, cô mà có bước, cô vô cô ngủ nữa, tôi mở đèn suốt đêm. 12 giờ nó nhập, nó lên, nó quậy quá trời. Qua chạy kêu tôi phải xuống, tôi năn nỉ. Rồi nó nói là bây giờ nó không chỗ ở. Tôi nói không chỗ ở thì ở tỉnh xã, ở cửu quyền đi, tôi cho ở đó nghe Pháp rồi đi về cõi Phật nha. Thì nó chịu, nó mới xuất luôn, hết luôn tới bây giờ. Thì cái đó nói tôi có đức thì tôi biết cái gì đâu. Thì tôi chỉ năn nỉ thôi, lần thứ ba đó hết luôn tới bây giờ. Rồi bây giờ cũng mặc đồ chuyên diện nữa, tôi gặp là tôi đẩy. Tôi già, bây giờ già rồi, mười mấy năm rồi, chắc cũng bốn mấy rồi. Mà uống tóc màu vàng, mặc bộ đồ jean bó sát mình, tôi mới gặp tôi rầy. Mà đó có Phật tử nào tôi rầy trước mặt, cái tánh tôi thì kỳ khôi lắm. Xuống mà mình cảm ơn nhanh tôi, chưa làm gì mất mặt cổ. Tôi nói bây giờ có biết gặp cổ đâu, rồi gặp đâu là làm đó thôi. Đây là cổ bị nhập lại, tôi nói cô lỡ mơ bị nhập nữa. Cô già rồi, có chồng rồi, sửa soạn gì rồi. Trước là chưa có ba bốn chú theo. Rồi nó ganh tị nhau, nó giành, nó ém cô. Bây giờ là cô đã có đường đi rồi, cái thẳng đường đi sửa soạn chi nữa. Nhưng mà thấy cũng sửa soạn. Tôi nói cái tật của con người nó khó lắm. Cái tập là cái khó dứt nhất. Cũng như cái bà Diệu Nguyễn Đán mà đeo vàng rồi bị giật rồi. Cảm ơn tôi rồi, bây giờ cũng đeo lại. Nói sao giờ? Thành ra Phật tử cố gắng ha, hãy đọc cái kinh này để cố gắng giảng sanh về cực lạc. Chỉ cần nhất niệm phát nguyện là giảng sanh, tôi bảo đảm cái đó. Mà nhất niệm là phải vào A-la-gia, tức là nhị thiền. Thì Phật tử cố gắng giữ tám giới. Giữ à, còn cái thọ thì không cũng được. Thọ năm giới mà giữ tám giới, tức là cái hạnh kiểm của mình. Không ngồi ghế cao, nằm giường rỗng. Lời nói cho chững chạc, cho đàng hoàng. Đừng có múa tay múa chân như đàn ông. Cô Yên Trà. Rồi đó là thứ bảy, là không nghe xe mát múa đờn kèn chỗ vui đông yến tiệc. Là bớt đi đám cưới đồn chút. Đi đó thì có đi, đừng có sửa soạn quá. Đừng có thoa son rồi phấn đi giày cao gót, mình mặc đồ thường mình đi cũng được, ai cấm mình. Mà đi đám cưới là phải thoa son rồi phấn sao? Tôi thấy cái đó là cái hiểu sai lầm. Rồi giới thứ 8 là không trang điểm, thứ 7 là không nghe xe mát múa. Từ nay bớt coi truyền hình một chút. Sống đời sống như cô gấm đó, là một Phật tử mà giống một sư cô. Tôi kêu cổ là sư cô không à? Chưa chắc sư cô nào mà giữ giới được như cổ. Nó đơn giản, mà đơn giản thì có thời gian ngồi thiền. Mà có thời gian ngồi thiền là ốc cái bài tôi ra thì nghiền ngẫm đi vào chiều sâu. Những cái gì của tôi bí mật thì ngồi lâu thì bật mí hết, mình sẽ hiểu hết. Thì ở đây có hai vị thôi đó, Thiện Đức với cổ. Thiện Đức thì si rồi, bây giờ chịu rồi, đâu có giảng nói, đâu có mà giúp đỡ ai được. Rồi đó là trưởng ban bên Tịnh Độ á, trưởng ban đạo đức á. Thì quý vị làm sao giữ giới như vậy thì quý vị không thua gì cô gắm đâu. Tôi thấy quý vị sống, quý vị phương tiện nhiều quá, tiện nghi quá đầy đủ. Cổ là đi bộ không, còn bữa nào xa là đi xe đạp. Điện thoại di động không bao giờ có, mà đi xe đạp làm ít khi nào xảy ra tai nạn, khỏi cần mũ bảo hiểm nữa. Lên xe đạp đi, còn ở gần là có đi bộ chứ không giờ đi xe. Điện thoại di động không bao giờ có. Tôi hỏi sao không, còn nó bận lắm. Mà không những bận, nó sẽ làm cái trí óc mình hư. Thì tôi coi trong văn hóa Phật giáo nó đúng vậy đó. Khoa học bây giờ la trời, ai mà xài điện thoại di động thường đó, cái óc não này bị loạn, con người sẽ mất trí thường hay quên.
Tôi bây giờ cũng tôi đó giờ tôi cũng nghe, mà giờ tôi tuyệt đối không nghe mà không tiếp xúc điện thoại di động. Hồi đó tôi còn tiếp xúc là Phật tử nói còn đưa cho tôi nói, bây giờ tuyệt đối là tôi không có rồi, sao? Nếu tôi có là tôi mệt đó. Năn nỉ tôi khai thị bằng điện thoại di động, giảng pháp bằng điện thoại di động, truyền giới bằng điện thoại di động. Tôi nói không, tôi không có làm cái gì hết đó. Muốn gặp tôi thì gặp Phật tử thôi. Thì tôi thấy Phật tử những người buôn bán thì nên có. Còn người Phật tử mà mình lo tu không có buôn bán gì hết thì nên bỏ cái điện thoại di động. Một là nó không tốn tiền, hai là nó không hư cái não mình. Nó giữ cho nó. Cái điện thoại di động tôi nghe nói sim card gì đó là tùm lum tiền không, rồi đem theo trong mình nó tít tít te te hoài, nhất là xuống tiếp chuyện với tôi. Tôi thấy cái đó người ta kêu là không lịch sự. Những buổi họp tôi nghe bắt đầu họp thì người ta tuyên bố trước tất cả có điện thoại di động thì phải khóa lại hết. Cái buổi họp mà chạy ra đó là bất lịch sự với những người ở trong cái nhóm họp đó. Thì quý vị cố gắng cái đó được cho mình, ích lợi cho người khác. Và tôi khuyên quý vị cố gắng đi xe đạp là tốt nhất. Ở đây tôi bực nhất là cô tôi. Một gia đình ba mẹ con mà ba chiếc xe Honda. Xăng tốn tiền lắm mà cổ thì đâu phải giàu gì. Rồi làm sao chịu tiền xăng. Mình đi bộ ít có tai nạn xe cộ. Đi Honda bị tai nạn xe cộ thường xe đạp đất dưới mình lách vô đó rồi mình nhảy xuống thôi. Mà khỏi đội mà mũ bảo hiểm nữa. Chỉ Honda mới đội chứ xe đạp đâu có đội. Thì quý vị thấy vừa tiện nghi vừa có sức khỏe. Quý vị đi bộ là một thể thao tốt nhất trong tất cả thể thao. Khoa học bây giờ cũng phải công nhận. Thành ra hồi xưa tôi khỏe là tôi nhờ đi bác. Không có bữa nào tôi không đi bác hết đó. Tôi cấm mà tôi cũng phải cố gắng tôi đi. Thôi vậy thì trước khi dứt lời ha, một lần nữa tôi cũng cầu chúc cho quý vị cố gắng giữ giới, rồi làm sao qua cái nhị thiền thì 100 người, 100 người vãng sanh. Còn chưa được thì nhờ thêm ban hộ niệm. Còn nếu nhị thiền quý vị trăn trở với nó, nếu có hướng dẫn tôi sẽ giúp đỡ quý vị sẽ qua quả nhập luôn. Thì ít nhất là cũng trung phẩm. Thì qua đó quý vị thành Phật Quan Âm mau, quý vị trở lại độ cái cõi này. Vậy trước khi dứt lời lần nữa cầu chúc cho Pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể Pháp giới chúng sanh đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.